Đây là Innova phiên bản 2.0e số sàn của nhà Toyota. Và đây là chiếc MPV đa dụng 8 chỗ rất là rộng rãi, thoải mái của nhà Toyota. Và chiếc xe này là một huyền thoại của Toyota khi mà được rất nhiều khách hàng ưa chuộng và đón nhận khi chiếc xe này mới về ra mắt Việt Nam. Và đến thời điểm hiện tại, Innova phiên bản của năm 2023 vẫn là những chiếc xe có một cái gì đó rất là quan trọng dành cho những khách hàng khi mua một chiếc xe MPV cỡ lớn phục vụ gia đình hoặc cho mục đích kinh doanh. Và chiếc xe số sàn này của chúng ta thì sẽ có mức giá là bao nhiêu, kèm với đó thì chương trình khuyến mãi cụ thể như nào, và trang bị công nghệ ở trên chiếc xe Innova phiên bản 2.0e số sàn phiên bản thấp nhất này của chúng ta sẽ có những trang bị gì để khách hàng có thể sử dụng trong quá trình vận hành và di chuyển chiếc xe Innova 2.0e này. Thì trong video ngày hôm nay chúng ta hãy cùng em Vinh điểm mặt và đánh giá tất cả những trang bị công nghệ, cùng với đó là không thể thiếu được là mức giá và khuyến mãi cho tháng 8 của năm 2023 dành cho mẫu xe Innova này nha. Những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh thì đừng quên tặng cho em Vinh một nút like và một nút đăng ký kênh để anh xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh xe uy tín nha. Chào mừng toàn thể quý anh chị và các bạn đã quay trở lại với kênh xe uy tín của em Vinh. Trước khi chúng ta cùng nhau đi vào phần giá thì cùng em Vinh điểm đến những trang bị ở trên xe đã nha. Về phần giá em Vinh sẽ báo chi tiết ở phần cuối video. Nên đừng chuyển kênh, đừng rời qua video khác. Hãy theo dõi cùng em Vinh hết video này để biết chi tiết nhất nha. Thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy được đó chính là một cái hệ thống đèn chiếu sáng phía trước được trang bị là bóng đèn halogen và điểm những cái thanh trang trí mạ chrome chạy dọc ở phía bên ngoài cụm đèn. Nhìn cho cái chiếc xe của chúng ta nó sáng hơn và bắt mắt hơn khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe, mặc dù vẫn là đèn halogen nha quý anh chị nha. Tiến dần xuống phía dưới thì chúng ta sẽ có được một cái đèn xi nhan làm to bản và ốp bên ngoài bằng nhựa đen nhám, là đèn xi nhan của chúng ta được thiết kế theo mẫu mới của năm 2023. Và một cặp cảm biến góc trước giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe dễ dàng hơn ở trên mẫu xe Innova này. Phía trong thì chúng ta sẽ có một cái đèn sương mù được đưa thấp xuống phía dưới cũng cho ra ánh sáng màu vàng và là đèn halogen, cho ra cường độ ánh sáng cao hơn và giúp chúng ta vận hành và di chuyển chiếc xe một cách dễ dàng hơn. Mặt lưới tăng nhiệt được thiết kế dạng thang và bởi những cái thanh ngang lớn như này. Bên trong thì chính là cái logo Toyota dập nổi mạ chrome, khiến cho chiếc xe của chúng ta nổi bật hơn và nhìn chiếc xe nó không kém phần sang trọng khi chúng ta nhìn từ phần đầu xe. Về tổng quan phần đầu xe thì đây là một chiếc MPV được thiết kế khá là đơn giản, nhưng mà đây là một cái mẫu xe mang lại cho chúng ta một cái sự quen thuộc, bởi vì chiếc xe này khi ra đường chúng ta rất là quen thuộc, nhìn là biết Innova rồi nha quý anh chị nha. Về phần hông xe thì chúng ta sẽ có gì? Hông xe chúng ta sẽ được trang bị với một bộ mâm đúc phay xước đó, và thiết kế với kích thước là 16 inch. Mâm này thì sẽ là được phay xước rất là thể thao này. Quý anh chị có thể quan sát được cái hình dáng của cái mâm được thiết kế rất là phá cách, vỏ thì sử dụng vỏ Bretton. Đó, về thông số cụ thể của bộ vỏ này chúng ta sẽ sử dụng vỏ là 205/65 và R16. Thắng trước thì sẽ là thắng đĩa, còn thắng sau thì sẽ là thắng đăng chống nha. Đó, phía bên trên thì gương chiếu hậu sẽ được sơn cùng màu thân xe, có tích hợp đèn rẽ đèn LED trên gương, có chỉnh điện gập điện. Đó. Và tay nắm cửa thì sẽ được sơn cùng màu thân xe, và phần hông xe thì sẽ có những cái đường dập nổi gân guốc hơn, khiến chiếc xe của chúng ta nó không bị quá nhàm chán khi chúng ta nhìn từ hông xe. Với khối động cơ 2.0 lít và sử dụng hộp số sàn thì chiếc Innova này tiêu hao đối với đường kết hợp tầm khoảng 9 lít nha quý chị nha. Còn trong đô thị tầm khoảng 11 lít và ngoài đô thị nó rơi vào tầm khoảng 8 lít. Đó, dành cho chiếc Innova này, 8 chỗ ngồi với khối động cơ 2.0 lít khỏe khoắn nha. Tiến dần đến các phần đuôi xe. Đuôi xe thì chúng ta sẽ có được gì? Ở phần đuôi xe này thì chúng ta sẽ có được một cái cụm đèn được thiết kế dành cho cả 4 phiên bản của mẫu xe Innova, được thiết kế to bản và làm nổi bật cái phần đuôi xe. Còn chiếc Innova dập nổi ở phía dưới đây. Hệ thống an toàn phía sau được trang bị bao gồm 4 cảm biến, 2 cảm biến lùi và 2 cảm biến góc. Hỗ trợ với cái cảm biến lùi là hệ thống cam lùi được trang bị theo xe luôn. Đèn báo phanh dạng LED trên cao, anten dạng vây cá mập, xe kính sau, gạt mưa phía sau, trang bị rất là đầy đủ trên xe. Về phần cốp xe, Innova là một chiếc xe 8 chỗ nhưng mà cốp xe cũng khá là rộng này. Khá là rộng rãi nha quý anh chị nha. Và đây là cái ghế, cái tựa đầu ở vị trí 3 người phía sau đây. Không sử dụng thì chúng ta có thể cài vào đây. Đó, rất là gọn gàng. Đây là băng ghế. Đó, băng ghế này thì chúng ta có thể gập phẳng xuống hoặc treo sang hai bên. Cái khoang hành lý của chúng ta cũng khá là rộng cho một chiếc này. Rồi, chúng ta sẽ cùng đóng cái phần cốp xe này lại và di chuyển vào cái phần nội thất của cái chiếc Innova này để quan sát kỹ hơn. Và khi chúng ta bước vào cái phần nội thất thì Innova trên phiên bản số sàn sẽ được trang bị với màu nội thất cơ bản là màu đen và màu nâu canh gián, cũng khá là đẹp cho chiếc Innova này. Đó, chúng ta có thể quan sát thấy. Rồi, trên tappy thì sẽ được bọc nỉ rất là chi tiết ở trên đây. Đó, lên xuống kính tài thì sẽ là một chạm chống kẹt nhé, chỉnh kính điện gập kính điện đầy đủ ở trên xe. Rồi, em Vân sẽ tiến vào nội thất để ngồi và đánh giá cùng với anh chị nhé. Thì khi chúng ta bước vào cái phần nội thất này này thì điều đầu tiên chúng ta phải nói tới ở bên đây chúng ta sẽ có những cái nút bấm cơ bản như là bật tắt cảm biến độc lập ở bên đây, cùng với đó thì chúng ta sẽ có điều chỉnh chiều cao đèn bằng tay. Đó, vô lăng thì sẽ được trang bị những nút bấm cơ bản như là đàm thoại rắn tay, tăng giảm âm lượng, đó, điều chỉnh hệ thống đèn phía trước.
và gạch mưa thì sẽ nằm ở phía bên đây. Đó là về tổng quan. Phía trước mặt người lái chúng ta sẽ được trang bị một cái màn hình đa thông tin nhỏ ở phía trước đây, thể hiện những cái thông số cơ bản ở trên xe gửi tới người lái, như là cốp xe vẫn còn mở này đó, và một vài thông tin nữa như là odo đó, chúng ta có thể điều chỉnh ở đây đó, odo này đó, lượng nhiên liệu còn lại trong xe đó, và nhấn nút này thêm lần nữa thì chúng ta sẽ chip A, chip B đầy đủ trên đây nha. Và hai bản đồ hồ cơ thì vòng tua máy và tốc độ xe của chúng ta. Về hệ thống giải trí thì chúng ta cũng được trang bị một cái màn hình 7 inch kết hợp với hệ thống trên xe là 6 loa cho chất lượng âm thanh với hình ảnh cũng khá là ổn định nha quý chị nha. Cam lùi sẽ được thể hiện trên đây luôn. Điều hòa thì sẽ là điều hòa cơ nha, nhưng mà xe vẫn sẽ được trang bị hai chế độ chạy là Eco Mode và Power Mode. Về cái chìa khóa thông minh trên xe thì chúng ta cũng sẽ được trang bị hai chìa khóa. Đó, hai chìa khóa thông minh. Đó, nó kết hợp với nút bấm luôn, có lốc cửa với mở cửa. Rồi, hộp số sàn quen thuộc ở trên xe. Đó, tabi phía bên đây làm cũng khá là chi tiết này. Đó, có hộp để đồ, rất là nhiều hộp để đồ ở trên đây. Đó, chúng ta bấm vô. Đó, trên đây một cái hộp để đồ này. Phía dưới nó có cái nữa, cái lớn hơn. Đó, ghế thì là ghế nỉ nha quý vị nha, ghế theo xe ghế nỉ. Nếu khách hàng nào mà muốn trang bị ghế da thì bên đại lý cũng sẽ làm ghế da luôn. Đó. Và đó là về tổng quan về cái hàng ghế phía trước của chiếc Innova này. Rồi, chúng ta sẽ cùng em Vinh di chuyển ra cái hàng ghế thứ hai để chúng ta cùng quan sát thêm. Thì ở cái hàng ghế thứ hai này thì chúng ta sẽ thấy được ở trên cái hàng ghế thứ hai này thì khá là rộng. Em Vinh sẽ tiến vào ngồi phía bên trong ở cái hàng ghế thứ hai này nhé. Ở cái hàng ghế thứ hai này thì như quý chị có thể thấy được này, ngồi khá là rộng rãi và thoải mái trên xe. Đó, phần phía trước trên còn rất là nhiều, phần trần thì phải nói là rất là rộng luôn, cái tầm nhìn của chúng ta rất là thoáng. Cửa gió thì được trang bị ở hàng ghế sau đầy đủ nha. Đó, xe này thì sẽ được trang bị hai dàn lạnh nên phía sau tốc độ gió chúng ta chỉnh hoàn toàn độc lập luôn. Nó có đèn nội thất ở phía bên trong. Đó, cái thao tác đi lên hàng ghế thứ ba thì cũng với một chạm thôi. Đó, rất là dễ dàng là chúng ta có thể di chuyển lên cái hàng ghế thứ ba một cách rất là dễ dàng ở trên chiếc xe này. Đó, hàng ghế thứ ba thì khá là rộng rãi nha quý chị nha, chiều cao mà dưới 1m7 mà chúng ta ngồi là thoải mái luôn ở trên chiếc xe này, đảm bảo để chúng ta thể di chuyển và vận hành chiếc xe trong quá trình sử dụng chiếc xe này một cách rất là dễ dàng. Và đó là về tổng quan về chiếc xe Innova phiên bản 2.0e màu bạc rất là đẹp đang đứng kế bên em Vinh đây. Về những trang bị cơ bản thì Innova đều đã được trang bị rồi. Hệ thống an toàn thì 7 túi khí, cân bằng điện tử, kiểm soát lực kéo, hỗ trợ lực phanh khẩn cấp, đèn báo phanh khẩn cấp đều sẽ được trang bị trên phiên bản Innova 2.0e số sàn đang đứng kế bên em Vinh đây. Và về mức giá thì hiện tại đối với nhà máy Toyota Việt Nam công bố mức giá dành cho chiếc xe Innova phiên bản số sàn này, chúng ta sẽ có mức giá là 755 triệu đồng. Đối với những khách hàng có hộ khẩu tại thành phố Hồ Chí Minh thì mức giá lăn bánh dự kiến của em nó sẽ là 818 triệu đồng sau khi được áp dụng với mức thuế hỗ trợ của nhà nước là 5%. Hiện tại thì Innova khi khách hàng mua xe và đặt hàng liên hệ qua hotline của kênh xe uy tín sẽ được giảm ngay 20 triệu tiền mặt trừ trực tiếp vào giá xe luôn dành cho mẫu xe Innova phiên bản 2.0e này. Vậy như nếu ở Sài Gòn chỉ còn lại tầm khoảng là 798 triệu thôi. Còn tại các tỉnh lân cận như là Đồng Nai, Bình Dương, Long An thì đâu đó còn tầm khoảng 779 triệu là khách hàng có thể sở hữu chiếc xe Innova phiên bản 2.0e này rồi. Một mức giá rất là thấp luôn trong khi mức giá đã là 755 triệu rồi nha quý chị nha, dành cho chiếc xe Innova phiên bản 2.0e số sàn này. Và khi khách hàng liên hệ trực tiếp vào hotline thì đại lý Toyota Tân Tạo và cùng với đó là kênh xe uy tín sẽ có những cái phần quà rất là đặc biệt và trị giá khi khách hàng mua xe qua kênh xe uy tín và đại lý Toyota Tân Tạo. Đó chính là những món quà như là phim cách nhiệt, lót sàn, camera hành trình, trang bị thêm trên xe để khách hàng đầy đủ những món phụ kiện cơ bản sau khi nhận xe và mua xe tại đại lý Tân Tạo thông qua kênh xe uy tín nha. Nên những khách hàng nào mà đang quan tâm đến mẫu xe Innova phiên bản 2.0e này thì đừng ngần ngại gì nữa, nhấc ngay điện thoại lên và gọi cho em Vinh vào số hotline 0961 205 097 hoặc 0934 589878, nhận được cái báo giá và cùng với đó là mức giá cạnh tranh nhất vào cái thời điểm mà quý vị mua xe nha. Và dành những khách hàng nào muốn đến trực tiếp showroom để coi xe, lái thử trải nghiệm xe thì chúng ta thể ghé tại Toyota Tân Tạo nằm tọa lạc tại số 135 quốc lộ 1A, phường Tân Tạo, quận Bình Tân, thành phố Hồ Chí Minh để xem xe, lái thử trải nghiệm mẫu xe này. Cùng với đó được em Vinh tư vấn chi tiết về hồ sơ vay này, giá xe lăn bánh này, khuyến mãi cụ thể mà quý chị sẽ chọn này, và cùng với đó là mức giá lăn bánh cuối cùng. Nhưng trước khi lên nhớ phải gọi vào hotline để gặp trực tiếp em Vinh nha. Và nhà những khách hàng nào mà đang quan tâm đến chương trình trả góp, nếu như chúng ta chứng minh được thu nhập, mức lãi suất chỉ từ 0.68% trên một tháng thôi. Còn đối với những khách hàng không chứng minh được thu nhập hoặc là chứng minh thu nhập ở mức thấp thì mức lãi suất nó sẽ cao hơn một chút là 0.83%. Hồ sơ thủ tục đơn giản, dễ dàng, nhanh chóng. Nên những khách hàng nào đang quan tâm đến hồ sơ giấy tờ, chúng ta cần những gì và chúng ta sẽ đạt được mức lãi suất nào thì đừng ngần ngại gì, liên hệ trực tiếp vào hotline video màn hình hoặc kết bạn Zalo để được em Vinh tư vấn chi tiết hơn nha.
Và dành những khách hàng nào mà chưa đăng ký kênh của em Vinh, quý anh chị đừng quên nhấn like video này và nhấn đăng ký kênh để xem được nhiều video hay hơn và thú vị hơn từ kênh CV Tính nha. Cảm ơn quý anh chị.